Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Đau thương, hàng loạt giám mục, linh mục ra đi vì Covid-19. Kính thưa cộng đoàn, mới đây theo nguồn tin từ Việt Catholic có đưa tin về sự mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra. Cụ thể, đã có rất nhiều giám mục, linh mục ra đi vì Covid. Chi tiết chúng con mời cộng đoàn cùng theo dõi. Caracas, Venezuela, ngày 15 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Giám mục Venezuela vừa công bố số liệu thống kê, cho thấy kể từ đầu đại dịch đến nay, giáo hội Venezuela đã có 45 linh mục, 4 giám mục chết vì Covid-19. Thống kê cho biết từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, đã có 439 linh mục bị nhiễm Covid-19, tức chiếm 20,77% tổng số giáo sĩ trong cả nước. Trong đó, có 45 linh mục chết, chiếm 10,25% tổng số linh mục bị nhiễm virus. Và nếu tính tổng số giáo sĩ Venezuela, thì số linh mục chết chiếm 2,13%. Trong số hàng giáo sĩ bị nhiễm bệnh, có 26 là giám mục, trong đó 22 giám mục đã bình phục, 4 vị còn lại chết vào năm 2021. Hội đồng giám mục cho biết, giáo hội ở Venezuela hiện có 2.068 linh mục, 60 giám mục. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, giáo hội Venezuela đã kêu gọi toàn dân tuân thủ các hướng dẫn về an toàn sinh học để ngăn ngừa lây nhiễm virus. Hội đồng giám mục cũng nhấn mạnh rằng, để ngăn chặn sự lây lan Covid-19 có hiệu quả, mọi người phải quan tâm đúng mức đến bản thân, gia đình và cộng đồng. Cuối cùng, Hội đồng giám mục khuyến cáo các tín hữu tăng thêm lòng tin cậy nơi Chúa trong những lúc nguy cấp về sức khỏe và khuyến khích họ tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Hội đồng giám mục cũng lưu ý rằng, giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch gây ra, các linh mục không được nại lý do sợ Covid-19 mà sao lãng việc thi hành sứ vụ của mình. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang hộp nhau cầu nguyện, tha thiết nại xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé.